chào với cô với chú. Con tên là Lê Trạng Thư. Năm nay con 5 tuổi, con ở Quận Lửa. Con xin chào mấy cô mấy chú. Con tên là Võ Trần Thanh Thiện. Năm nay con 5 tuổi, con ở Quận Lửa. Cô mấy chú có thấy tụi con giống nhau không ạ? À, dễ thương mẹ quá. Giống, mũi giống, miệng giống, tóc giống, đồ giống. Con vẫn là chị em sinh đôi đâu ạ? Tụi con là bọn bè. Hôm nay tụi con lấy ra dự thi tiếp một búa bọn bè đi lên. Dễ thương quá, trời ơi. Mà mét giống dễ mũ gì? Giống và miệng giống và đầu giống luôn. Đầu giống luôn. Rồi xin mời thầy cô cho nhận xét và ý kiến, bởi vì các con ơi, các con nhận được hai sự lựa chọn luôn. Chúc mừng. Trời ơi, cô thích hai con lắm luôn á. Hai con có biết là bộ môn đầu tiên mà cô đi nhảy đó chính là belly dance. Nên là khi mà thấy tụi con ra cô thích lắm. Và bỗng dưng cô được trở về cái giai đoạn đầu tiên của cô. Và cô cảm thấy rất là xúc động vì điều đấy. Và cô hy vọng là cô sẽ giành được hai con về đội. Thế muốn giành lên đây nhảy belly dance nè. Lên đây. Phải thị phạm cho người ta biết về ký ức tuổi thơ tràn về chứ. Không phải, tại vì... Ủa, anh Đại? À, ý mình có bụng là mình muốn lên này lên hả? Anh Đại không nhảy đâu. Ý anh Đại là anh Đại muốn luôn. Đó. Con ơi, bây giờ con về đội của thầy Đại với lại cô Phạm Lịch đi. Biết sao không? Hai đứa con về á, thầy Đại đi học ké luôn, thầy Đại cũng có cái bụng nè. Đó, thầy Đại cũng sẽ tập ké múa bụng với con luôn nha, năn nỉ nha. Ơi, hai con đây, con tụi con có thấy hai cái gì không? Hai hộp bút chì màu giống nhau rất xinh xắn. Con ơi, còn cô có cái túi Doraemon thần kỳ. Tụi con cũng đang rất là giống nhau nè, mắt giống, mũi giống rồi. Rồi miệng giống đúng không? Rồi đồ giống đúng không? Nhưng mà hồi nãy á, mình nhảy đẹp quá trời luôn, nhưng mà mình chưa có giống nhau. Hay là về đợi cô Mến đi, cô Mến làm bài hai đứa nhảy giống nhau nè. Ê con ơi, con đi không được đâu. Con thích cái nào? Trời ơi, kết rồi. Trời ơi, cô Tố My tặng nữa hả? Con ơi, không sao con. Qua thì mình cứ nhận mà về là cứ về với thầy Đại. Còn cái này không? Mini nè. Đó, hai con là hai con giống nhau. Để con lấy cái này đi. Đó, đúng. Này chương trình thử tài siêu dí chứ đi ra chợ rồi nào vậy? Giống nhau luôn, đẹp luôn nè. Hai con ơi, bạn thân của thầy Đại mở nguyên cái tiệm đồ chơi luôn á. Ừ đó, đúng. Trời ơi, nguyên một cái tiệm đồ chơi rất là to. Con về đó, con về thử đi, con không có một món nào. Bây giờ xin mời hai lớp học chúng ta đứng ngang hàng thẳng thắn để làm cái gì? Phần tặng quà tới đây kết thúc. Các con ơi, bây giờ các con giỏi quá, các con dễ thương quá. Bây giờ các con có quyền nè, các con sẽ chấm điểm. Đó, thầy cô sẽ nhảy belly dance cho tụi con chấm. Tụi con thích thầy cô nào thì tụi con về đội đó, được không? Thầy Đại thắng là cái chắc. Ba người đầy phụng bụng phẳng lì, làm gì có bụng như thầy Đại. Đúng rồi, không? Không còn nói gì nhiều hơn nữa, âm nhạc vang lên. Từng thầy cô sẽ nhảy belly dance. Tụi con nhìn đi, tụi con nhìn đi. Tụi con thích đội nào? Đó. Từ từ, nhìn bên kia đó kìa. Thôi, con thấy không? Sao qua đây, sao qua đây, sao qua đây.
ơi, nhảy mất chết luôn. Bên đây nữa nè, bên đây nữa nè. Thầy đại. Yeah, ok, cảm ơn hai bạn. Còn nói gì nữa? Hai đứa tụi con chọn ai nói lớn lên. Bây giờ tụi bây con... Bây giờ con chọn con, dạ. Con về cái hai cái ghế đó. Hai tụi con lên ghế ngồi đi. Bây giờ tụi con chọn đội nào lên ghế rồi. Con lên ghế đi, vậy con lên ghế đi. Các con làm thầy buồn quá. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cuộc cướp thí sinh thành công. Chúc mừng cho đội Huỳnh Mến và Tommy. Lúc đầu thì thầy Quốc Đại có nói là có sử dụng chiêu trò vậy á mà lại bị mất thí sinh. Thầy tiếc không thầy? Chiêu trò là để sử dụng khi vào bài thi thôi. Còn cái này là nó thuộc về cảm tính các bé rồi. Các bé yeah. thích bên nào nó sẽ về. Nhưng bên mà đây. Thật sự có quà lên mới chọn đó. Em không có quà mà. Còn em quà, có một cái đương. Bên đây có một thùng. Đằng sau một lốc. Bởi vậy mình mới mang lên một xe tải là sân khấu, nhiều khi bé về luôn, hiểu không? Không sao cả, vẫn còn nhiều chiến binh ở phía sau lắm. Và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, xin mời. Con xin chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây, con xin trình bày ca khúc Cha Già. Thank you.
kia con nước lên, cha già bên cười một mình. Đồng ruộng xanh nhớ nhung, bóng cha với mẹ thiên ta. Cha xa con rồi, cha về với mẹ thần sao. Gái đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử một câu tặng thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử một câu đi. Thuở con nằm nôi, con đã nghe lời ru đắng. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nha. Con hát cái bài hát này á rất là cảm xúc luôn. Cô cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ cái nói nha. Cái đó. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha. Mấy con gì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc à, con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình á. Cha con nhớ cha nhiều lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể là đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô á, là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận. Người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền. Và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt. Và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn
cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội thì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Đại và cô Phạm Lịch. Khoan vui, từ từ cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Linh. Tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tú My ơi, cô Tú My biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Oh my god, hay không con? Sâu đôi thương loan em cũng đoan trường, sao xa bầy cũng thương cũng quà điêu, em xa người đang lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tú My. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Thôi mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Gia Huy. Con tên là Nguyễn Nhất Phương. Năm nay chúng con được 10 tuổi và đến từ thành phố Đà Nẵng. Sau đây chúng con xin biểu diễn tiết mục nhảy hiện đại. Xin mời thầy cô và quý vị cùng đón xem. What you gonna do with that dessert?
chính là Gia Huy và Nhất Phương. Hai đứa con đã nhảy một bài nhảy quá là đẹp, quá là ấn tượng và đầy năng lượng, cho nên là sự lựa chọn đã thuộc về lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Linh rồi. Chúc mừng các con. Vậy thì phải cho các con biết được lý do là vì sao thầy cô chọn các con nha. Xin mời. Hai con bước ra là thầy đã chịu rồi, về phong cách rồi cách giới thiệu. Và quan trọng mà khi mà hai con biểu diễn thì thầy đã thấy là cái sự sáng sân khấu cũng như là cái thần của các con thì thầy đã rất là thích. Nên có là hỏi là cô Lịch ơi được không, thì cô Lịch nói để cô Lịch kiểm tra xíu nữa, bây giờ tới cô Lịch nói nè. Chúc mừng bọn con đã có được một phần thi rất là tốt. Thực sự ấy là khi mà cô chọn hai đứa con ấy, cô cũng suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì nó có sự hơi chênh một chút ở giữa hai người. Còn khi mà cô đã bấm thì chắc chắn là bọn con về đội cô thôi, mà cô mến đâu có chọn đâu, đúng không? Vâng, chắc chắn mình không cần phải giành giật, đâu cần phải nói nhiều. Mình giải quyết những cái vấn đề mà nó thiếu sót ở đằng sau hậu trường. Yeah. Nhưng mà chú Minh Sù lại thấy hơi lo lắng thiếu cho hai tụi con. Hai tụi con là nhảy đôi, một nam một nữ đúng không? Nhưng phía dưới có mình cô Phạm Lịch nhảy được rồi. Còn chú Quốc Đại thì nhiều khi nhảy đôi thì lấy chú Quốc Đại ra minh chứng thì cũng không có được hiệu quả lắm. Trời ơi, đằng sau Quốc Lịch là còn nhiều nếu người như mà lắm. Nếu mà chú thể hiện được thì chú có thể nhảy một đoạn được không ạ? Để cho mọi người tin tưởng hơn về khả năng nhảy múa của chú được không chú? Nhạc lên. Đó. Vỗ tay nào. Sao con? Rồi. Rồi, chú Đại nhảy vậy là hết rồi đó. Rồi, anh Minh Sù nhảy liền. Chú Đại nhảy theo, chú Đại nhảy theo. Đó, ừ. Anh Đại thấy gì chưa? Tại anh nhảy mà em bấm đó. Hả? Anh Đại nhảy mà em bấm đó. Vậy anh về đội em hả? Nãy giờ hả? Em có nói em không chọn đâu quý vị. Anh không có bấm trễ rồi, anh về rồi. Chúc mừng chú Đại của con. Chúc mừng. Một tràng hỗ tay. Cho hỏi cuối cùng đội của cô Tố My và cô Huỳnh Mến có lựa chọn hay không ạ? Có mà. Lựa chọn, chúc mừng. Nãy giờ là cô nói rồi nha. Cô nói rồi nha. Mình không được thất hứa với nhau ha. Rồi bây giờ là cô Phạm Lịch phải về dưới. Bây giờ các con bình tĩnh nha. Các con phải lắng nghe ý kiến và quan điểm của cô Huỳnh Mến và cô Tố My. Xin mời. Cô bị hai tụi con hút bởi cái thần thái khi mà mình bước ra. Ôi hai người này, trời ơi. Nào chúng ta cùng thân tình. Ok, tụi con là bạn bè hay là anh em nhỉ? Dạ bạn bè. Phương Huy Nhất Phương, hai bạn học khác trường luôn. Nhưng là bạn với nhau và có hai chung đam mê. Con là thuộc về cái team nhan sắc như là cô Tố My đó. Con á là con biết không? Bạn con, bạn Phương này nè, nhảy rất là cá tính, là thuộc về team của cô Mến nè. Đó cho nên hai người chúng ta phải kết hợp với hai người ở đây, con hiểu không? Mặc dù là bây giờ cái bài nhảy á, cô nói con nghe nè, về cô sẽ làm cho nó đủ, nó đầy, con hiểu không? Về là cô sẽ làm cho nó có điểm nhấn nhất định luôn. Và dạ, hai đứa con lại có lợi thế hơn là một bạn nào đó nữa. Nói chung là quê Đà Nẵng nè, đồng hương Đà Nẵng nè. Quê Đà Nẵng, quê Đà Nẵng. À, cùng quê đúng không? Đà Nẵng luôn, trời ơi. Nghe giọng nói hai con là cô đã kết rồi. Nói chung là phải về Đà Nẵng bấm, thôi. Đợi người ta bấm con mà mới nói chuyện. Con biết tại sao cô Mến không bấm không? Tại cô Mến tâm tư quá trời, làm sao để hả? Sao hai bạn ai này mà cũng vô đổ thừa trong rồi, là không phải bấm rồi, cũng đổ thừa hơn, là phải tốt hơn, là phải hơn thế này nữa. Mình suy nghĩ, mình tâm tư trước như vậy luôn, cho nên là mình bấm trễ chứ không phải là không bấm, con hiểu không? Cái đó là không có tâm dành, hiểu không? Còn nếu mà dành là mình phải bấm trước đi, là mình tính sao? Lời nói dối ngọt ngào mà thôi. Thời gian dành thí sinh đã hết. Xin mời hai đội về chỗ. Chưa. Anh chưa chịu hồi nãy anh nhảy quá tại trời rồi, chưa nữa công bằng. Thì bởi vậy hồi nãy anh nhảy quá trời rồi. Em biết không? Tại sao anh chưa chịu rồi? Anh, tại vì người ta nhảy là Phạm rất Lịch là đẹp là nhảy ra, anh với Phạm Lịch là anh muốn chứng tỏ chiêu dụ về là anh cũng phải nhảy sao cho được. Thì bây giờ Mến và lại My là muốn giành được thì cũng phải, My cũng phải nhảy. À My thôi. Không sao cả My à. Âm nhạc nổi lên cái mình nhảy đúng không? Em nhảy chứ không có múa nha. Hả? Bây giờ em phải nhảy bất chấp đi. Em không muốn làm. Nếu mà con nếu mà cô Tố My không chịu nhảy á là không có thành tâm dành. Thôi bây giờ thầy cô không nghe em nói nè, bớt lời đi, mình đi xuống dưới đợi. Đúng rồi, chờ chính xác, xin mời đi. Thầy cô về dưới đúng đi. Cô về dưới luôn. Cô đứng đây chi nữa. Rồi con. Hai đứa vô vị trí con. Thầy cô hơi bị rối tí xíu bởi vì tụi con quá là tài năng. Tụi con hút hai lớp luôn. Thế bây giờ là quyền quyết định thuộc về tụi con. Tụi con có muốn là cô tặng quà. Nữa hả?
gỡ cho hai tụi con. Cái hai tụi con dễ thương quá à. Và hai bạn này đi xa nữa, từ ở Đà Nẵng vào đây thi nữa, cho nên là cô tặng quà vậy thôi chứ cô không có ý gì đâu. Đúng rồi, không phải hối lộ gì đâu. Cảm ơn cô nhiều. Giây phút hồi hộp đã tới. Xin mời đội của con quyết định lựa chọn về lớp của thầy cô nào. Dạ, con cảm ơn bốn cô thầy đã chọn tụi con. Và tụi con lại có quyết định riêng của mình là sẽ chọn về đội của cô. Hình Lý và cô. Trời ơi, chúc mừng đội có người tự tin quá đáng. Bây giờ cô mới nhảy nè. Đó, bây giờ mới nhảy nè, đó. Ăn mừng. Một tràng hoa tay chúc mừng cho hai tụi con đã có sự chọn lựa riêng của bản thân mình. Chúc mừng cho đội của Tommy và Huỳnh Mến. Và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Con kính chào quý thầy cô, quý vị khán giả. Con tên là Đỗ Hải Minh Vy, năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là ca hát. Sau đây là phần dự thi của con. Bài hát được mang tên Quê Hương. Mấy chú ơi, khoan mở nhạc cho con đọc thơ mấy chú ơi. Quê Hương. Quê Hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Khẽ ngọt cho con chèo hai mùa.
vời luôn con, rất ngọt ngào. Và một phần trình diễn 2 trong 1, vừa hát vừa múa luôn. Một cái hố tay cho bạn nhỏ của tôi. Trời ơi, quê hương con ở đâu? Con không biết. Thế nhà mình ở quận mấy? Con ở quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Hồi xưa giờ mình đẻ ra là mình ở đó luôn phải không? Dạ, hồi nhỏ là con ở nhà cũ, bây giờ con đổi nhà mới. Nhà có điều kiện, mọi người thân mến. Dạ. Vậy nhà cũ của con có mấy lầu? Lúc đó là con vẫn còn trong bụng mẹ. Ôi trời đất ơi, lúc đó con không biết. Dạ. Vậy giờ con qua nhà mới nè hả? Nhà mới có thang máy không? Nhà mới con không có thang máy, nhà mới là cái nhà hồi nãy con mới nói. Biết rồi, biết cái nhà mới đó rồi, nhưng mà cái nhà đó có lầu không? Dạ có. Có lầu luôn phải không? Đó, dễ thương. Rồi, cười tươi lên. Bởi vì là ngày hôm nay, với phần trình diễn của con đã được sự lựa chọn đến từ lớp học của cô Tommy và cô Huỳnh Minh. Con thích quá à. Con đọc mấy câu thơ là cô muốn bấm rồi. Nhưng mà cô để chờ thử con hát như thế nào. Và cô không có thấy thất vọng khi mà con hát câu đầu tiên. Rồi càng về sau con càng cho cô cái cảm giác rằng là một cái quê hương rất là đẹp. Và cô hỏi là tại sao một em bé có 5 tuổi thôi mà lại giỏi như vậy. Nên là cô không tiếc một phiếu cho con, cô bấm ngay. Con về đội của cô thì cô sẽ cho con càng ngày càng tỏa sáng hơn nữa con nha. Dạ con cảm ơn cô. Dễ thương quá. Cô Mến có nói gì không? Cô Mến cũng rất là đồng ý với lại cô Tố My nè. Cô Mến thấy là con, trọng trách của con hôm nay á, là gấp mấy lần với bạn khác. Mấy bạn khác cũng vừa hát vừa nhảy đúng không? Nhưng mà mình vừa múa vừa hát nè. Và cái điệu múa của mình nó có cả 2 cái nón lá nữa. Và mình có một cái micro nữa. Nhưng mà cái cách con xử lý rất là bình tĩnh. Con xứng đáng được đi tiếp và con sẽ tỏa sáng. Cảm ơn các thầy cô. Rồi nắm tay nhau mình về với đội của mình đúng không? Nắm tay nhau mình về với lớp học của mình. Xuống 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 nhẹ nhàng thôi đó. Rồi chạy về dưới luôn. Quá à. Con xin kính chào các thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên là Lê Mỹ Duyên. Năm nay con được 13 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con thấy thì nãy giờ các em hả, các bạn ai ai cũng ca hát rồi nhảy múa những bài sôi động. Đến phiên con mời mọi người hãy lắng động lại một chút với tiết mục nhảy đương đại dựa trên nền nhạc Rực Rỡ Tháng Năm do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Xin mời mọi người hãy đón xem. Và đó chính là Mỹ Duyên. Chúc mừng con. Vậy thì bây giờ xin mời sự thuyết phục của quý thầy cô dành cho Mỹ Duyên. Tại vì con lớn hơn các em, con cũng biết điều đó ha. Cho nên cô Mến khẽ tay con một cái. Đây, xuống đây với cô với. Đây, tay đây, khẽ tay chứ không có ôm. Đấy, rồi lên đi. Trời ơi. Tại vì sao? Nhá, cô Mến có lý do của cô Mến nha. Cô bấm ở lúc con làm những cái đoạn rumba. Đó. Còn những cái đoạn kia cô đang mong đợi hơn. Với một cái body xinh đẹp dài rộng như vậy thì động tác của con đối với đương đại nó hơi bị thiếu nhá. Với cả là cô hoàn toàn không thích cái cách biểu diễn của con đang bị hát theo bài hát quá nhiều, trong khi đó chúng ta phải gửi tình cảm, ánh mắt và ngay cả nhịp thở của mình vào trong cái động tác. Đấy là cái mà mình cần khắc phục. Cô khẽ tay một cái, hy vọng rằng lần sau nếu con đứng trên sân khấu, con khắc phục cái điều này thì con là một người vũ công tuyệt vời. Còn về cô Phạm Lịch thì sao? Cô Phạm Lịch bấm vì nhiều, rất là nhiều lý do. Lý do đầu tiên là cô Lịch mê cô Mỹ Tâm kinh khủng luôn. Mở nhạc lên là cô Lịch thích rồi. Đó là điều thứ nhất. Về điều thứ hai á, giống như cô Mến nói đúng, cái đáng trách của con đó là khi mà lên sân khấu ấy, mình nhảy múa, mình hát nhiều quá, cùng là mọi người sẽ không biết là mình là ca sĩ hay là mình là dancer. Nhưng cô Lịch có thể đỡ được cái con đó là khi mà mình kiểu như là mình feel quá, mình say nhạc quá, mình có quyền hát. Cô Lịch cũng thế, có những lúc cô Lịch nhảy một mình trong phòng, cô Lịch cứ vừa hát vừa nhảy điên cuồng luôn. Có nghĩa là mình say nhạc quá, mình say ánh sáng, say cái sân khấu này quá. Cô nghĩ là con sẽ là người giống như giúp cô thỏa cái lòng khi mà đứng trên sân khấu và làm được nhiều thứ vĩ đại hơn những gì đang có. Nên là cô rất hy vọng con sẽ về đội cô. Đây con, tự tin, duyên dáng.
về đây. Vậy thì bây giờ sẽ là giây phút thuộc về con. Con là cảm ơn hai cô đã tin tưởng và chọn cho con, nhưng mà con chỉ được về một đội mà thôi, cho nên con sẽ về đội của cô Mến ạ. Yeah. Mến lên con, chúc mừng. Chúc mừng cho lớp học Huỳnh Mến và Tố My. Yeah. Con xin kính chào quý thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên Nguyễn Trung Hậu, năm nay con được 12 tuổi. Con đến từ An Giang, hôm nay con xin trình bày ca khúc An Giang quê em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người nhau
Một tràng hoa tươi cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tú My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi. Nhưng mà cô thương vì cái điều đó, cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa. Con hãy về đội của cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích. Con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này, xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thế ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục. À, thuyết phục. Anh Đại hiền à. Lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài giọng cổ này. Hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài giọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô giọng cổ. Thì cái phần đó con lại bị điểm trừ. Con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho 9 dây. Nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống giọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm. Con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Xin được cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của con. Con sẽ về với lớp học nào? Dạ thì con rất là yêu các cô, yêu thương các cô chú. Nhưng mà con chỉ chọn được một lớp thôi. Dạ con chọn. Chúc Đức Đại. Chúc mừng con, xin mời con về. Đau lòng quá. Rất là nhiều những chiến binh rồi, nhưng chúng ta vẫn còn những chiến binh hấp dẫn hơn nữa. Hãy cùng nhau đến với thí sinh ngay bây giờ. Xin mời. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Bảo Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây con sẽ tặng cho các thầy cô và quý vị khán giả một món quà rất là đặc biệt. Và để biết nó đặc biệt như thế nào thì các thầy cô và quý vị khán giả hãy cùng đón xem nha. Quý thầy cô. Con ơi, hồi nãy là nhạc lên là thầy Đại khoái quá trời rồi. Khoái quá. Tuy là khúc đầu thì con chưa thật sự sung lắm, nhưng mà con diễn hồi cái thầy Đại bị hớp hồn theo. Thầy Đại coi mà mãi mê quá, gần hết bài thầy Đại hết hồn theo. Định bấm chuông thì rất là may mắn là cô Phạm Lịch bấm rồi. Thành ra cô Phạm Lịch với thầy đều rất là đồng điệu khi mà cảm nhận được cái lửa của con. Nên thôi về đội của thầy đi, năn nỉ á. Dạ. Hình như đây là chiến thuật mới của lớp học thầy Quốc Đại sao á. Bây giờ cô Mến ngồi vạ luôn nè. Nãy á cô Mến nhìn rất là kỹ luôn. Cho nên là nếu mà về đội của cô á thì cô sẽ suy nghĩ tâm tư để mà cô chọn những cái bài nó thích hợp hơn, nó mạnh mẽ hơn để thể hiện được cái tính chất của con hơn. Bản thân cái dòng nhạc này cô cực kỳ mê. Rất mê. Chỉ có cái là nó hơi kén người. Còn thực tế đó là cái động tác của con nó chưa có lực đều. Có nghĩa là không phải là mình làm không được, mà mình làm được mà mình chưa biết cách để bộc lộ hết ra mọi thứ đó. Đây là khi mà cô đã bấm chọn rồi, có nghĩa là cô muốn con về đội của cô. Yeah. Ok, mời con. Dạ, con xin chọn đội của cô. Quỳnh Mến với lại cô Tú My. Yeah. Chúc mừng, xin mời con. Chúc mừng Bảo Châu đã về với lớp của hai cô giáo xinh đẹp Tố My, Huỳnh Mến. Liệu những cô bạn tiếp theo có được may mắn như Bảo Châu không? Hãy theo dõi ngay bây giờ nhé! Please.
Theo như cô thấy thì các bước của con làm rất là cẩn thận, nhưng mà nó không có lực. Có nghĩa là cái thời gian của con luyện tập chưa được nhiều. Ở đây là cô ghi nhận ở con cái sự cố gắng, kiên trì và cái sự nghiêm túc con khi bước lên sân khấu. Và cô muốn hỗ trợ con và cô muốn cho con một cơ hội để con có thể đi được vòng tiếp theo. Chắc chắn rồi, con sẽ có cơ hội bước vào vòng trong. Chúc mừng con một lần nữa. Nào, xin về lớp học của mình. Cô rất là nể phục con khi mà con thể hiện cái phần dry rất là chậm như thế, rất là cẩn thận và rất là đúng cái kỹ thuật như vậy. Em thì em thích ngay từ những cái bước nhảy của bé, nhưng mà tại vì em không có chuyên môn nên em không có nhận xét sâu được. Em rất là mong chị Mến nhấn một nút. Cái bài thi của con hồi nãy nó không có dở, nhưng mà nó chỉ là an toàn khi mà người ta nhìn vào những cái chuyển động của con là họ biết là con có thể làm được nhiều hơn như thế. Nên là đó là lý do tại sao cô không bấm liền, mà cô muốn được nhìn thấy hết, chứ không phải là mình phải là phân vân hoặc là mình phải đoán là bé này sẽ còn làm được nhiều hơn, mà mình phải thấy rõ thì mình mới có chiến lược, mình mới biết tính toán được phía sau như thế nào. Con nhớ nha. Con đã có được hai sự lựa chọn, xin mời con lựa chọn ngược lại. Quyết định của mình sẽ thuộc về lớp học nào? Dạ, vốn thầy cô thì ai con cũng đều yêu quý, nhưng mà con chỉ có một lựa chọn, con sẽ chọn về đội cô Huỳnh Mến ạ. Chúc mừng cho Huỳnh Mến và Tố Mì. Vậy là may mắn đã mỉm cười với Ngân Hà và anh Thi. Chắc chắn hai cô bé sẽ được các thầy cô rèn luyện thật tốt trong những vòng tiếp theo. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Lời đầu tiên, con xin gửi đến các quý thầy cô, quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Con tên là Nhật Minh, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây, con xin trình bày một ca khúc rất sôi động của nhạc sĩ Khắc Hưng. Ca khúc được mang tên Bước Đến Bên Tôi. Như cuốn cõi từng lời ngọt ngào mê say, khi tôi được cất bài ca nồng nàn tuyệt vời đêm nay, lắng nghe nhịp tim này tiếng lòng tôi muốn nói, và giờ đây chẳng thể nào nghĩ gì ngại ngùng gì đắm mình tôi. Lời ngọt ngào mà say à, khi tôi được cất bài ca nồng nàn tuyệt vời đêm nay, lắng nghe nhịp tim này tiếng lòng tôi muốn nói, và giờ đây chẳng thể nào nghĩ gì ngại ngùng gì đã mình tôi. Cháy đam mê.
Con ơi, phong cách của con thầy đại diện quá à. Vậy là đại có rồi. Trời ơi, nghỉ. Con biết không, con cho cô cảm giác là nãy giờ con làm cho cô nóng lên luôn, nóng bừng. Không những cô mà cô thấy là tất cả quý vị dưới đây ai cũng nóng bừng lên hết á. Con rất là giỏi. Dạ, yeah, rất là năng lượng. Cảm ơn ạ. Thật sự là cái thần ở trên sân khấu á, không phải ai cũng làm được. Đúng rồi. Mà đặc biệt là con còn rất là nhỏ nữa mà con làm được cái điều này, con thu hút được tất cả mọi người, con kiểm soát được sân khấu. Đặc biệt là cái quần con có tù cách máy con vẫn kéo lên con hát tiếp. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ áo có bỏ ra ngoài cũng chơi tới bá luôn. Nghệ sĩ quá, nghệ đúng, sĩ vỗ tay thêm cái nữa. Cảm ơn ạ. Hay quá con. Bây giờ là giọng hát là chú Đại với cô My là nói rồi. Bây giờ nói về phong cách trình diễn nè. Xin mời cô Huỳnh Mến. Chảy lắm con ơi, trời ơi. Con vừa có nhịp nhàng trong người, con vừa có thái độ và con khuấy động được khán giả nữa. Tức là con làm chủ sân khấu rất là tốt. Lời kinh chào của con không mà làm cô té ngửa rồi. Nói chung là rất là chỉnh chu, đầy đủ và chuyên nghiệp. Con ơi, bây giờ con mà không về đội thầy thì thầy nằm chết đây luôn. Trời ơi, ăn dạ luôn sân khấu rồi con ơi. Tôi nằm ở đây luôn, không về đội tôi nằm đây luôn. Cô nằm dạ đi đừng chơi. Con ơi, cái gì mà mình phải thực tế thế. Cô có cái này cho con. Hả, có quà hả? Có quà. Không sao, nhận quà vẫn về đến đội thầy được. Con sẽ rất là thích. Con thích không con? Con thích món nào? Thích món nào? Chỉ con thích cô Tú My là hơi mệt nha. Rồi sau một đoàn quân đã tới. Con chọn đi, mất công cô chú lên giật đồ. Con nói đây là thầy Đại nằm xuống liền á. Con tròn tròn giống con em hay có anh có chị. Cô nói một câu công tâm nhất là con hợp với chú Đại. Cô nói một câu rất công tâm luôn. Hồi nãy bạn kia bạn ấy chọn về đội cô My, cô đồng ý luôn. Cô đồng ý luôn nên là bây giờ con mà không về đội thầy thì thầy nằm tới cuối buổi luôn á. Cô có nằm con nè. Sao vậy? Con cứ lấy con đi nghi con. Nghi rồi nha, sao tôi cảm giác tôi linh cảm không tốt rồi. Tôi không cảm nhận con thấy gì vậy? Con có thích chú Quốc Đại không? Dạ con thích. Chết rồi. Tao về quá nhanh quá nguy hiểm đó. Chưa nói câu sao chưa, nha. Chưa. Con có sao đúng không? Con thích cô Mến không? Dạ có. Cô sẽ làm cho con nhảy nhiều hơn nãy, nhảy đẹp hơn nãy. Có những cái mà nhìn xuống đất. Và đảm bảo quần khổ được. Con nhưng mà con thích hát không? Thì con phải chuyên môn vô hát. Thì thầy nhảy múa thì là hỗ trợ cho con thôi. Nhưng mà con vẫn thích hát hơn đúng không? Thì mình phải đi hát đi. Thôi bây giờ đi. Nha. Con có về đội ai đi nữa cô cũng tặng cho con vì con hát quá hay. Yeah. Vỗ tay món quà này. Yeah. Rồi, xin mời. Con hãy thoải mái lựa chọn. Con thương thầy, con đừng để thầy nằm đây nha con. Con ơi, để cô về tới ghế con hãy. Nha con, hãy con đừng để thầy nằm đây nha con. Trời ơi, chưa thấy một cái tiết mục nào mà có quá nhiều sự bỏ nhỏ. Bỏ nhỏ con ơi, chọn nha, chọn nha. Cho bé về đội thầy Đại đi quý vị. Bởi vậy mới nói, bây giờ con là người giá trị lắm. Lời nói của con là vàng là ngọc, là niềm vui hay nỗi buồn của người khác. Con nói đi. Dạ, bởi vì chương trình chỉ cho chọn một cặp thôi, mà hai cặp thì đội nào con cũng thích hết. Nhưng con sẽ chọn đội của... Nghe cô đi con. Đội chủ Đại là hợp con với con. Con thấy không, khán giả kêu Tú My kìa. Con ơi, để con khỏi gà đang kêu con nè. Tú My nè. Thôi bớt con gà đi. Quý vị ơi, thật sự ra đây được gọi là hiện tượng luôn của thử tài siêu nhí mùa 3. Vậy thì con, thời gian đã hết, con hãy đưa ra quyết định của mình. Dạ con sẽ chọn đội của...